À, đi đến đầu kia đi. Chưa chọn cái màu cái gì nhạt 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 hay đúng không? Tôi chọn màu nhạt này. Cái ở ngoài kia lúc ấy chắc là ca nhạc thôi nhỉ, đúng không? Ôi. Một vài ca sĩ nhỉ. Tối
gì này. Xem đi. Này xếp cao hơn nữa trên kia lại có gì kìa. Đấy mấy em gái rất nhạy cảm của máy quay nhỉ. Ừ. Nhạy cảm nhưng mà bắt đầu nó liếc vào. Liếc cái. Bằng quỳnh này. Nó quay đi các bạn trên tường kia cho tặng cái dân cái. Đăng ký tẹo mới được vào mà. Nhìn hồ đẹp ghê. Bò bía. Để nó khăn nước bò bía thì hơi căng. Bò bía. Chắc em bò bía thì mua tẹo mua nước đúng không? Chỉ mua xong rồi. Tí mua rộng nữa. Đâu? Úi xồi. Gửi nghe năm. Có biết không? Chỉ có người nhìn gái ở đây khoảng 2 cái gì. Ừ. Thank you.
đến đoạn kia là đông thôi là hết đúng không? Đúng rồi, chỉ là một đoạn thôi. Trên này có này, phố ăn ẩm thực. Có vào phố, ừ, có phố ăn thực ở đây. Đúng rồi. Cái nhà này không xung rồi đấy. Được, về xem. Đây cũng có ban nhạc luôn, ở phía ban nhạc hai đầu luôn nhỉ. Ông vẽ được không?
về trong khoảng hàng không. Góc này trong ngày nhìn thấy gần đúng không? Nó không bị kiểu vàng vàng nha.